Vâng, em Minh Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em lại tiếp tục lấy về mẫu xe Hyundai Accent sản xuất năm 2009. Một con xe khá là đẹp, được phủ màu sơn ghi bạc rất là sáng sủa. Vậy sau đây mời các bác cùng em xem tổng thể chiếc xe này. Dạ vâng, em xin lại, đây là mẫu xe Hyundai Accent sản xuất năm 2009. Một con xe bản 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Để cái dòng tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ 6 lít xăng trên 100 cây cả đèo hòa thôi các bác nhé. Đó, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai là form dáng nhỏ nhắn xinh xắn, đi rất là lướt xe luôn. Nói chung là phụ tùng đồ đạc của nó rất là nhiều, rất là sẵn thay luôn. Đó, đây là các bác hoàn toàn yên tâm về cái phụ tùng của nó nhá. Đó, có cái xe nói chung là bản 1.4, tiêu hao nhiên liệu là 6 lít xăng trên 100 cây cả điều hòa. Phụ tùng rẻ dễ thay, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Dạ vâng, được phủ màu sơn ghi bạc. Đây, form dáng sedan hai đầu. Nói chung là chỉ có 168 triệu thôi. Các bác đã có nghe mẫu xe này rồi. Máy con này đi cực chất luôn. Tí em sẽ quay phần máy cho các bác xem và em sẽ đi thử cho các bác xem. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên đang cập nhật về theo ngày tháng. Bác nào xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để đặt cọc cái mẫu xe này. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc, giao xe toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể thường xuyên xem những video em cập nhật về mới nhất. Đó. Rồi ok, sau đây em sẽ cho các bác xem về phần trong xe. Rồi, cho các bác xem cái phần cốp để đồ đằng sau trước. Cái khoang để đồ đằng sau của chiếc xe này cũng rất là đẹp, sạch sẽ. Xung quanh là lỉ hết. Do mới đây về là chưa vệ sinh gì, là hơi bẩn một tí. Sau cái cuộc video này quay là em sẽ đi vệ sinh sạch sẽ cho các bác xem. Đó. Các bác về dọn dẹp gì. Đó. Bên dưới này có cái kích các nhá, kích và lốp dự phòng. Và độ rắn của con này thì là rất là rắn giỏi luôn. Họ dán cách âm. Đó. Họ dán những cái này cách âm nhá, mình cũng thích mình bóc ra thôi nhưng mà để là rất là tốt. Đó. Cách âm, nó rất là sạch sẽ luôn. Rồi, ok. Để đồ đây rất là thoải mái, rộng rãi luôn các bác. Đó, tha hồ để đồ. Rồi, sau đây cho bác xem về phần khoang máy động cơ. Đây, nội thất của chiếc xe này thì là rất là ok rồi. Từ phần táp lô của chiếc xe. Đó, táp đi cửa. Đây, trần nguyên bản các nhá. Trần nguyên bản, trần lỉ luôn. Bọc thêm một cái lớp vải bóng ni lông bên ngoài vào. Đó, để cho mình đỡ bẩn bụi. Đó, rất bẩn, khá là hay. Nội thất của nó là ghế da màu đen. Đó. Ghế da màu đen các nhá. Và táp lô cũng rất là sạch đẹp thôi. Đó. Rất là sạch đẹp. Ghế da màu đen. Đó. Đây là lỉ nguyên bản đấy các bạn. Đó, đằng sau này hai cái loa và lỉ nguyên bản theo xe luôn. Ghế da rất là sạch sẽ luôn. Đó. Cái táp đi cửa bên kia. Rồi, em sẽ lổ máy cho bác xem về phần khoang máy động cơ. Về phần nội thất con này cũng là tương đối. Máy móc thì nó là vô đối rồi. Máy móc của dòng Hyundai Accent này nó cực chất luôn các nhá. Về phần máy của nó thì các bác hoàn toàn yên tâm. Máy đã lổ nhá. Các bác ngồi trong xe không nghe tiếng máy lổ đúng không ạ? Máy lổ rất là êm luôn. Rồi, em sẽ quay về phần khoang máy động cơ cho bác xem. Về phần máy con này các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Cái máy của nó động cơ 1.4 lổ cực chất luôn. Không phải suy nghĩ gì về phần máy được. Tí em sẽ đi thử cho bác xem về phần khoang máy động cơ của nó. Máy nó lổ rất là êm luôn. Đây, hạ capo xuống. Các bác đứng xa tầm khoảng 5m. Nghe êm không ạ? Nghe khá là êm đúng không ạ? Nghe cực êm luôn. Cái phần tổng thành xe nó đèo xe. Rồi, sau đây em sẽ chạy thử cho các bác một đoạn nhé. Và cảm nhận của nó là tiếng máy động cơ thế nào. Phần nội thất của nó cũng là tương đối các bạn ạ. Đó. Nội thất nó tương đối đẹp. Ghế da. Đó. Em sẽ đi cho bác xem về phần này. Máy của nó đi rất là thích luôn nhé. Máy đi cực chất luôn. Giờ là một tay đang quay video nhé. Và một tay lái xe lên video nó sẽ hơi rung một tí. Đó, các bác thông cảm. Rồi, máy bắt đầu chạy nhé. Đi rồi. Đi rất là êm đúng không ạ? Đi cực êm luôn. Các bác hoàn toàn yên tâm về cái mẫu xe này nhá. Đi rất thích luôn. Không phải bàn về chất lượng rồi. Đi nó khá là êm luôn.
Để ở dòng xe này các bác mua về chạy gia đình cũng rất là ok. Tại vì sao? Là nó lành xe, đi nó chất lượng, đảm bảo luôn. Tất cả là về phụ tùng của nó rẻ, tiết kiệm xăng, và form dáng rất là nhỏ nhắn luôn. Đó. Đi rất là đầm và thích, đi khá là êm. Nói chung là một mẫu xe nói chung được rất nhiều người thích. Dòng này các bác cứ chạy thông mấy trăm cây cũng chả vấn đề gì nhá, chạy thoải mái luôn. Đó, nó rất là lành xe. Đó. Đây các bác xem đi rất là êm đúng không ạ? Dạ vâng, đó là tổng thành của chiếc xe Hyundai Accent. Một lần nữa em Minh Ô Tô xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.